Cây táo nở hoa là phim truyền hình đang được quan tâm bởi xây dựng tuyến nhân vật đa dạng về tính cách, nội tâm khiến người xem đồng cảm. Rất khó để nhận xét đâu là gương mặt chính diện hay phản diện, vì mỗi người đều thể hiện mặt đáng trách nhưng cũng đáng thương. Duy chỉ có Ngà do Trương Thế Vinh thủ vai là nhân vật vẫn bị khán giả ghét nhất dù phim đã chiếu trên 20 tập. Trong phim, Trương Thế Vinh đóng vai Ngà, gã trai 40 lông bông không nghề nghiệp, đam mê đỏ đen, ăn tục nói phét. Đây là một trong các tuyến vai gây nhiều phẫn nộ nhất phim, nhưng cũng là cây hài mang đến tiếng cười cho khán giả. Tuy không phải là cái tên quá đào hoa trong showbiz Việt, chuyện đời tư của Trương Thế Vinh vẫn khiến công chúng chú ý vì liên quan tới hai người đẹp đình đám. 1. Huỳnh Lý Đông Phương, mối tình sâu đậm với nữ cơ trưởng nhưng rồi hủy hôn sát ngày cưới. Tháng 9 năm 2014, Trương Thế Vinh công khai bạn gái là Huỳnh Lý Đông Phương. Người đẹp này sinh năm 1987 tại Bỉ. Ban đầu, cô học về kinh tế nhưng lại có ước mơ làm phi công. Sau hơn 2 năm đào tạo tại nước ngoài, Đông Phương về nước làm việc và trở thành nữ cơ trưởng đầu tiên của Việt Nam. Thời điểm công khai tình cảm, Trương Thế Vinh và Đông Phương được khen xứng đôi mỗi khi xuất hiện cùng nhau. Công khai yêu nhau được gần 2 năm, cặp đôi bí mật tổ chức lễ ăn hỏi và lên kế hoạch làm đám cưới vào tháng 7 năm 2016. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đó, Trương Thế Vinh và Đông Phương đồng loạt chuyển sang trạng thái độc thân, thường xuyên chia sẻ những tâm sự buồn trên Facebook. Việc hình ảnh cả hai không còn xuất hiện trên trang cá nhân của nhau càng làm tăng nghi vấn mối tình này đã kết thúc. Trương Thế Vinh chia sẻ, anh và bạn gái cãi vã liên tục khi bàn bạc việc tổ chức đám cưới. Trước quá nhiều sự quan tâm từ công chúng, nam diễn viên cũng bị bạn gái nghi ngờ lợi dụng chuyện tình cảm để PR tên tuổi. Cuối cùng, cả hai đi đến quyết định hủy hôn với lý do không hợp tuổi dù đã đặt cọc tại trung tâm tiệc cưới. Không lâu sau khi chia tay Trương Thế Vinh, Huỳnh Lý Đông Phương tổ chức đám cưới vào tháng 12 năm 2016. Ông xã cô sinh năm 1987, là Việt Kiều làm việc trong ngành ngân hàng. Khép lại những ồn ào trong quá khứ, sau 5 năm kết hôn, nữ cơ trưởng hiện có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn trong vai trò làm vợ, làm mẹ khiến nhiều người ngưỡng mộ. 2. Thúy Ngân, được dân mạng tích cực đẩy thuyền nhưng nhất mực phủ nhận tin đồn hẹn hò. Một thời gian dài sau khi chia tay Đông Phương, Trương Thế Vinh không xuất hiện cạnh bất cứ bóng hồng nào. Tuy nhiên sau đó, anh bắt đầu thường xuyên song hành với nữ diễn viên Thúy Ngân từ trên màn ảnh, sân khấu cho đến ngoài đời, khiến dư luận cho rằng cả hai đang hẹn hò. Trong bữa tiệc của một người bạn, Thúy Ngân và Trương Thế Vinh ngồi cạnh nhau khá thân thiết, còn cùng đeo chung một mẫu đồng hồ. Nhiều khán giả nhận định, không thể ngẫu nhiên mà cặp đôi này lại xuất hiện cùng nhau và đeo đồng hồ đôi như vậy. Từ đầu năm 2020, sau khi xuất hiện tin đồn yêu Trương Thế Vinh, Thúy Ngân luôn tích cực chia sẻ hình ảnh như cô gái đang yêu, được bạn trai giấu mặt tổ chức tiệc lãng mạn, tặng quà chu đáo. Trong ngày Valentine trắng, cô đăng ảnh bó hoa hồng được tặng kèm chú thích, những ai xứng đáng hạnh phúc, rồi sẽ được hạnh phúc. Các fan tinh ý nhận ra không gian bên trong xe hơi Thúy Ngân ngồi khá giống với chiếc xe cô và Trương Thế Vinh từng chụp ảnh cùng nhau trước đó. Trong một số game show truyền hình, nhiều nghệ sĩ cũng từng nói bóng gió về mối quan hệ trên mức tình bạn của cặp đôi. Nếu như Trường Giang có lần tiết lộ Trương Thế Vinh đã dắt Thúy Ngân về ra mắt gia đình, thì Nhã Phương cũng ẩn ý mong sớm có tin vui từ cả hai. Trước hàng loạt nghi vấn hẹn hò, quản lý của Thúy Ngân cho biết cảm ơn khán giả đã quan tâm đến Thúy Ngân. Nhưng Thúy Ngân và Trương Thế Vinh chỉ là đồng nghiệp hợp ý. Thúy Ngân cho biết Trương Thế Vinh là đồng nghiệp, là người anh mà cô rất quý mến và có nhiều cơ hội ghi hình game show, quảng cáo cùng. Về tin đồn tình cảm, cô khẳng định mình và nam diễn viên chỉ là anh em. Với Thúy Ngân, Trương Thế Vinh là người thẳng thắn, hòa đồng, vui vẻ. Cả hai thường xuyên hỗ trợ nhau trong công việc. Về phần Trương Thế Vinh, anh cho biết bản thân không khó chịu về những lời đồn, nhưng cảm thấy mọi thứ đã đi quá xa. Tôi hiểu là mọi người yêu mến nên muốn ủng hộ tôi và Thúy Ngân, nhưng tôi nghĩ mọi thứ chỉ ở mức dễ thương thôi thì hay hơn. Còn bạn bè đồng nghiệp tôi nghĩ họ chỉ chọc ghẹo cho vui thôi, nhưng vô tình điều đó lại làm khán giả tin hơn. Tôi không muốn chuyện cá nhân tôi thành một cái chủ đề nào đó. Trước đây tôi đã từng có chuyện cá nhân gây ồn ào một thời gian. Giai đoạn đó khiến tôi rất mệt mỏi và không muốn lặp lại nữa.
Thông tin về chuyện tình cảm đời tư của chàng ngà ăn tục nói phét trong cây táo nở hoa xin được khép lại tại đây. Chúc anh sức khỏe và sớm tìm được bến bờ hạnh phúc. Hiện tại, Quý Ngân và Trương Thế Vinh vẫn thường xuyên hợp tác trong các dự án phim và hai bạn rất đẹp đôi, khán giả đang chờ tin vui của hai bạn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.